Tối thứ hai hàng tuần, cà phê 24 giờ. Một chương trình thể thao mới trên kênh Thể thao HD tin tức. Với bình luận viên bóng đá Nguyễn Đức Hùng và nhà báo thể thao Phan Đăng. Một chương trình bình luận mới lạ, đa diện nhưng cũng đầy tính nhân văn về các vấn đề thể thao trong nước và thế giới. Cà phê 24 giờ, cầu nối giữa các chuyên gia và người hâm mộ. Cùng chia sẻ và gợi mở các chủ đề thể thao được quan tâm. Cà phê 24 giờ, những câu chuyện từ các trang báo hay là chương trình của các nhà báo thể thao về các vấn đề thời sự thể thao. Đây là chương trình Cà phê 24 giờ với hai nhà báo thể thao Đức Hùng và Phan Đăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Người dân Việt Nam chúng ta yêu bóng đá vô cùng. Mức độ quan tâm thể hiện qua nhiều cách khác nhau, nhưng trong thời đại bùng nổ về thông tin báo chí và mạng xã hội như hiện nay, thì sự quan tâm đó được thể hiện mạnh mẽ hơn gấp bội bằng các phản biện, các bình luận, cả những cuộc tranh luận gay gắt, nóng bỏng ở mọi lúc và mọi nơi. Chương trình Cà phê 24 giờ của chúng tôi xin góp thêm một diễn đàn từ quan điểm của các nhà báo nhiều năm theo dõi các vấn đề thể thao để cách nhìn, cách chia sẻ có thể bổ ích với khán giả đang theo dõi chương trình này. Bởi chúng tôi có cơ hội tác nghiệp và gắn bó với các nhân vật làm bóng đá từ cấp quản lý thượng tầng đến các cầu thủ, huấn luyện viên hay các nhà quản lý đội bóng từ mọi miền đất nước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cà phê 24 giờ với nhà báo Phan Đăng. Trong số 1 này chúng tôi sẽ đề cập hai trong số những chủ đề gây quan tâm đặc biệt trong thời gian hiện tại. Đó là cuộc chia tay tốn nhiều giấy mực giữa huấn luyện viên Lê Thủy Hải, một Mourinho phiên bản Việt Nam và câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và một chủ đề khác cũng nóng bỏng không kém. Đó là lứa cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG được kỳ vọng quá nhiều nhưng đang thi đấu rất bết bát và có nguy cơ xuống hạng nhất ngay sau mùa giải đầu tiên chinh chiến tại đấu trường V-League. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình với câu chuyện về huấn luyện viên Lê Thủy Hải. Thế là ông Lê Thủy Hải, huấn luyện viên lão làng và giàu thành tích nhất, được đánh giá là tài năng nhất V-League đã chính thức chia tay bóng đá. Không chỉ là chia tay BKMX Bình Dương giàu có, tham vọng và ồn ào, mà người đàn ông đã bước sang tuổi 70 này đã chính thức chia tay sự nghiệp từng mang lại cho ông không ít vinh quang cũng như cay đắng. Có quá nhiều điều để đề cập về ông Lê Thủy Hải và sự nghiệp bóng đá của ông, nhưng nổi bật lên tất cả là những điểm nhấn sau đây mà mỗi chúng ta dù có yêu hay ghét ông cũng phải thừa nhận. Đó là một huấn luyện viên tài năng, từng 3 lần cùng Bình Dương vô địch V-League, là nhà cầm quân lão luyện trong môi trường bóng đá đầy phức tạp như tại Việt Nam. Đó là một cá tính mạnh, quyền uy, người có thể trị và đẩy lên ghế dự bị những cầu thủ được thừa nhận như Công Vinh hay Tấn Tài. Và thứ ba, làm nổi sóng dư luận, đó là những phát ngôn gây sốc, cách nhìn vấn đề thẳng thắn đến mức cay nghiệt. Những phát ngôn của ông Lê Thủy Hải khi ta suy nghĩ thật kỹ có thể rất đúng nhưng khó được đám đông thừa nhận. Và ở góc độ làm kinh doanh, những phát ngôn gây sốc như vậy bị cho là ảnh hưởng đến thương hiệu và hình ảnh của câu lạc bộ mà ông đang dẫn dắt là BKMX Bình Dương. Nó khiến nhiều khán giả không đồng tình, dẫn đến thương hiệu của nhà tài trợ cùng đội bóng đất thủ bị nhìn nhận một cách thiếu thiện cảm. Chia tay huấn luyện viên Lê Thủy Hải, BKMX Bình Dương có thể trút đi những điều tiếng và dị nghị, nhưng ở chiều ngược lại, vị huấn luyện viên lão làng này cũng tự giải thoát cho mình, bởi với cá tính như ông, thật khó chấp nhận và khó làm việc trong một môi trường mà chuyên môn liên tục bị xen vào và chuyện trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ thì đã tường. Như chuyện, ông cho rằng những tranh luận chuyên môn đơn thuần giữa mình và lãnh đạo nhưng lại được tung hỏa mù bằng một đường vòng qua kênh báo chí khi vẽ lên một ông thầy vô kỷ luật. Hai quyết định nghỉ việc của ông thống nhất đêm muộn hôm 22 tháng 4 tại Trung Quốc nhưng đã loan tin đầy đủ trên các mặt báo tại Việt Nam vào sáng sớm ngày hôm sau. Chuyện huấn luyện viên Lê Thủy Hải chia tay không giống như các trường hợp của các huấn luyện viên bình thường khác. Một bài báo đã giật tít thật nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác vào lúc này. Huấn luyện viên Lê Thủy Hải chia tay bóng đá, hạ cánh rồi vẫn còn ồn ào. Thưa anh Phan Đăng, báo giới chúng ta đang nói nhiều về câu chuyện chia tay, về cá tính hay những phát ngôn gây sốc của huấn luyện viên Lê Thủy Hải. Với quan điểm riêng của anh thì anh nhìn vấn đề này dưới góc độ như thế nào? Thì trước hết tôi muốn nói với Lê Thủy Hải thì tôi muốn nói rằng là đấy là một con người cá tính. Và đời sống này sẽ buồn biết mấy nếu như không có những con người cá tính. Cá tính là gì? Cá tính là một tính cách cá biệt. Mà đã là tính cách cá biệt rồi thì luôn luôn gây sóng, luôn luôn gây tranh luận, luôn luôn gây tranh cãi. Đã là cá tính rồi thì sẽ có người rất yêu và sẽ có người rất ghét, thậm chí ghét cay ghét đắng. Thế nhưng mà chính nhờ những con người cá tính đấy thì cuộc đời này mới trở nên thú vị.
Và cũng chính nhờ những con người cá tính như ông Lê Thụy Hải thì bóng đá Việt Nam tôi thấy rằng là mới trở thành một cái nền bóng đá nó có nhiều cái tính phản biện hơn, nhiều cái tính tranh biện hơn. Thành thử ra ấy, nếu như để chốt lại một câu với ông Lê Thụy Hải thôi, thì tôi nói rằng là tôi thích cái cá tính của ông ý, và tôi thích có nhiều hơn nữa như ông Lê Thụy Hải ở bóng đá Việt Nam. Vâng, anh hãy phân tích một chút về cái lý do chia tay. Mỗi bên đều có lý do để rút lui của mình. Ông Hải xin rút lui vì lý do sức khỏe. Thì đấy là cái phát ngôn của phía Bình Dương với báo giới. Thế nhưng mà những người hiểu lãnh đạo Bình Dương, hiểu ông Lê Thụy Hải và hiểu mối quan hệ giữa một cá tính Lê Thụy Hải với cá tính Bình Dương, bởi vì lãnh đạo Bình Dương cũng là người cá tính lắm, thì người ta hiểu rằng là cái cuộc chia tay này chắc chắn nó không chỉ vì lý do sức khỏe mà nó còn những cái lý do khác nữa. Tôi lấy ví dụ như khi lãnh đạo Bình Dương mua anh Công Vinh về và rất muốn cho anh Công Vinh ra sân đá, thì ông Hải ông ấy nói rằng là không có chuyện là cả một đội bóng phục vụ một ngôi sao, chỉ có chuyện ngôi sao phù hợp với đội bóng. Và thành thử dưới thời ông Hải ấy, anh Lê Công Vinh toàn ngồi dự bị, mà tôi mở ngoặc là anh Lê Công Vinh ngồi dự bị thì Bình Dương vẫn đậu bảng V-League đó. Thế từ cái chuyện của Công Vinh đấy, rồi những cái chuyện nọ chuyện kia khác, nó giống như giọt nước tràn ly, nó khiến cho cái mối quan hệ giữa ông Hải với những người thuê ông Hải hình như tồn tại một độ vênh, và giữa với cái độ vênh đó mới là lý do khiến ông Hải ra đi. Vâng, thế còn về quan điểm của anh về cái tài năng của ông Hải đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam nói chung và BKMX Bình Dương nói riêng? Tôi có một kỷ niệm với ông Lê Thụy Hải, một cái kỷ niệm mà có lẽ là cũng không nên nhắc lại, nhưng mà tôi thì vẫn nhắc lại vì tôi chẳng sợ gì cả. Tôi nhớ rằng là cái năm mà ông Hải chuẩn bị về Ninh Bình ý, thì lúc đấy ở trên làng bóng và làng báo có rộ một thông tin là ông Hải về Ninh Bình nhận mức lương 100 triệu một tháng. Thì hồi đấy tôi có giữ một cái mục là mục xem nghe và ngẫm ở trên báo bóng đá. Thì tôi có viết một cái bài kích tướng. Tôi có bảo là liệu có chuyện 100 triệu thật không hay chỉ là đòn gió. Thế thì cuối cùng ông Hải về Ninh Bình và nhận 100 triệu thật. Và một lần thì ông Hải dẫn Ninh Bình lên sân Hàng Đẫy đá. Và giữa đông phóng viên, giữa đông khán giả, ông Hải nói rất là to: Tao về Ninh Bình vì thằng Phan Đăng đấy. Nó thách tao, có phải là tao nhận được 100 triệu không? Tao về để cho nó biết rằng là tao nhận được 100 triệu đấy. Và hồi đấy ông ấy giận tôi lắm, ông ấy rất là giận tôi. Thế nhưng mà sau một cái giận đấy thôi thì chúng tôi lại nói chuyện với nhau, lại gọi điện thoại, và những cuộc nói chuyện cực kỳ thoải mái và văn minh. Thế từ đấy tôi mới đưa ra kết luận là trông vậy chứ ông Hải không phải là người để bụng. Ông ấy cũng rất là song phẳng với giới phóng viên, nếu như ai ông ấy tin thì ông ấy trao đổi một cách rất là tận cùng. Và từ đây thì tôi mới kết luận rằng là ông Hải là một người cá tính và là một người song phẳng và cũng ít khi để bụng lắm. Thế thành thử như vậy, có thể là bạn yêu ông ý, có thể là bạn ghét ông ý, nhưng mà bạn không thể phủ nhận được là ông ấy là người duy nhất huấn luyện viên của Việt Nam mà vô địch V-League đến 3 lần. Thế thì và bây giờ tôi mới kết luận rằng là con người thì nhân vô thập toàn. Có thể ông Hải cũng có cái dở chứ, anh Đức Hùng cũng có đầy cái dở, mà tôi cũng có đầy cái dở. Thế nhưng mà tại sao chúng ta ngồi được ở đây? Tại vì chúng ta thấy rằng là cái thú vị của chúng ta lớn hơn cái dở, thì chúng ta ngồi được với nhau. Thì ông Hải cũng vậy. Đừng bắt ông ấy là thánh, ông ấy phải sai chứ. Trong quan hệ với cầu thủ ông phải có chuyện nọ chuyện kia chứ. Nhưng nhìn phương pháp luận về một con người, chúng ta thấy rằng là cái được của ông ấy nhiều hơn. Ông ấy làm cho bóng đá Việt Nam sôi động hơn từ những phát biểu. Ông ấy làm cho các đội bóng V-League trở nên thú vị hơn và thành tích hơn. Tôi mở ngoặc là Bình Dương bao nhiêu ông thầy đấy chết, thầy ngoại đến cũng chết, nhưng ông Hải đến thì trị quân đâu ra đấy và 3 lần vô địch. Thế thì tóm lại, có thể ông Hải dở, nhưng cái tài của ông Hải nó lớn hơn cái dở rất nhiều. Cái thú vị của ông Hải lớn hơn cái phần tiêu cực trong ông ấy rất nhiều. Và với một người như thế thì tôi dùng một từ là cá nhân tôi ngưỡng mộ. Vâng, tôi cùng với anh đang trao đổi, đang cà phê và trao đổi về ba khía cạnh về ông Lê Thụy Hải. Cái thứ nhất là về lý do chia tay, anh đã được bày tỏ quan điểm của mình. Cái thứ hai về sự ngưỡng mộ cho tài năng, dù chúng ta biết rằng là nhân vô thập toàn. Và cái thứ ba, không thể không nhắc đến những phát ngôn gây sốc của ông. Ý kiến của anh. Phát ngôn thì bây giờ không phải là bây giờ ông Hải mới phát ngôn. Ông ấy phát ngôn nhiều lắm. Ông ấy phát ngôn trong mối quan hệ với cầu thủ. Mà đặc biệt nhiều cầu thủ nói với tôi là bố Hải chửi đến rát mặt. Đấy, có những cầu thủ họ nói với tôi rằng là nghe bố Hải chửi mà vào sân nhột không đá được. Thế nhưng mà cũng có những cầu thủ họ nói rằng là nhờ bố Hải chửi, bố ấy chỉ ra cho mình, kích thích mình, kích tướng mình mà vào sân mình thi đấu cực kỳ bùng nổ. Và đây tôi mở ngoặc này, những cầu thủ mà có cá tính rất là gai góc ở bóng đá Việt Nam ấy thì họ lại rất ngưỡng mộ ông Lê Thụy Hải. Tôi lấy ví dụ như Vũ Như Thành. Cách đây lâu lâu thì Vũ Như Thành, không lâu thì Vũ Như Thành có chat trên Facebook với tôi. Và anh ấy có nói rằng anh đang cố gắng làm lại cuộc đời để trở thành huấn luyện viên. Và anh có nói một trong những cái hình tượng mà anh ngưỡng mộ khủng khiếp nhất chính là Lê Thụy Hải.
Và những cái cầu thủ gai góc bóng đá Việt Nam họ cực kỳ ngưỡng mộ ông Hải. Đấy, thế thì tôi mới nói lại là ông ấy phát ngôn với cầu thủ, ông ấy phát ngôn với trọng tài nữa, sẵn sàng dằn mặt trọng tài. Hay là MacDK năm 2008, lúc đấy ông Hải là trợ lý cho Mai Đức Chung đi làm cái giải đó. Và tôi nói thật, cái trận đấu đấy U22 Việt Nam, cái trận đấu bị trọng tài đè ngửa ra mà đàn, mà bắt. Chúng ta bị trọng tài ép khủng khiếp. Ông Hải từ cabin lao ra chửi trọng tài. Chửi trọng tài luôn. Tất nhiên thì ông phải nhận thẻ đỏ rời sân rồi, rời cabin huấn luyện rồi. Nhưng mà sau khi ông ấy chửi như thế thì trọng tài không bắt ép Việt Nam nữa. Và cái năm 2008 đó thì U22 Việt Nam vô địch MacDK Cup. Công lớn đương nhiên thuộc về thuyền trưởng Mai Đức Chung, nhưng những cái đòn dằn mặt phản ứng tuyên ngôn của ông Hải với trọng tài, tôi cho rằng là nó cũng có giá trị. Thế rồi phản ứng với cầu thủ này, phản ứng với trọng tài, ông Hải phản ứng với những ông bầu thuê mình. Đấy, ông ấy từng nói bầu Kiên một câu kinh điển: nhà tôi ở Hà Đông rất gần Hà Nội, mở ngoặc với Hà Đông thuộc Hà Tây. Anh Kiên mà còn tham gia công việc của tôi phóng xe về nhà ngay lập tức. Và ông về nhà thật. Ông ấy phản ứng với ông bầu Nguyễn Văn Đệ ở Thanh Hóa. Và có một lần ý, ông ấy dẫn quân ông ấy về lại sân Thanh Hóa đá với ông Đệ. Ông Đệ xuống bắt tay. Ông ấy không bắt tay. Thế hôm sau tôi mới gọi điện, tôi bảo là tại sao chú không bắt tay. Ông nói hẳn: tôi không thích bắt tay với người tôi không cần quan hệ. Ông Hải ông ấy tuyên ngôn với rất nhiều những đối tượng như vậy. Và tôi cho rằng là đấy là những cái tuyên ngôn thể hiện rất rõ cái tính cách của ông ấy. Và phải nhờ một tính cách ấy thì ông ấy mới thành công được. Tôi thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái hay nhất của ông Hải ấy, không chỉ là cái chuyện chuyên môn, cái chuyện đọc trận đấu pháp 4-4-2 hay 5-3-2, mà cái hay nhất của ông ý là ông có quá nhiều mẹo để trị cầu thủ. Ở đời thường ông Hải là một người mê binh pháp Tôn Tử, ông ấy rất thích đọc binh pháp Tôn Tử. Tôi hỏi ông là tại sao chú lại mê thế, ông ấy nói rằng là binh pháp Tôn Tử dạy tôi nhiều mẹo trong đời sống và mưu trong bóng đá. Ví dụ nhờ binh pháp tôi biết thế nào là lấy ít thắng nhiều, đấy, lấy ít mà chế được cái đông. Đấy, lấy cái yếu để thắng cái mạnh, lấy cái nhu để thắng cái cương. Và chính nhờ những cái mưu mẹo của binh pháp ấy, cộng với cái kinh nghiệm khi ông là cầu thủ bóng đá Việt Nam ấy, thì ông Hải là một trong những hiểu tâm lý cầu thủ nhất. Nhưng hiểu không chưa đủ anh ạ, mà phải trị được cầu thủ. Trị được bằng rất nhiều chiêu, có rất nhiều chuyện tế nhị mà tôi cũng không tiện nói trên truyền hình. Nhưng ông Hải có cực kỳ nhiều chiêu trị cầu thủ không qua mặt ông ấy được. Anh Đặng Trần Chỉnh, anh ấy nói một câu là ghế huấn luyện viên ở Việt Nam có 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân. Nhưng mà riêng ông Lê Thụy Hải ý, ghế huấn luyện viên Việt Nam có 4 chân, tôi tin rằng là ông Hải nắm 3 chân. Cầu thủ chỉ nắm được ông ấy 1 chân thôi. Vì sao? Ông ấy quái. Ông ấy trị được cầu thủ. Ở đây tôi muốn nói rộng như thế này này. Mỗi một thời đại nó có tiêu chuẩn một người anh hùng khác nhau. Trong xã hội thời chiến người ta cần những người anh hùng biết hy sinh về trận mạc. Thời bình người ta lại cần một người anh hùng biết làm kinh tế. Thế thì bóng đá Việt Nam bây giờ là thời gì? Tôi cho rằng là bóng đá Việt Nam bây giờ đang là thời loạn. Chuyên nghiệp thì nó cũng chưa ra chuyên nghiệp. Mà nghiệp dư thì nó cũng chẳng còn nghiệp dư. Nó là một nền bóng đá đang ở thời loạn. Mà trong thời loạn này người ta cũng chẳng cần một cái mẫu anh hùng chỉn chu theo kiểu là một ông huấn luyện viên phải biết bằng A này, AFC này, phải biết về các cái kế hoạch huấn luyện, khoa học, lớp lang nọ kia. Cái đấy nó cũng cần, nhưng nó không phải yếu tố kiên quyết. Mà cái thời loạn thế này, huấn luyện viên cần gì? Huấn luyện viên biết trị cầu thủ và bắt bài cầu thủ là ăn. Thì ông Calisto ấy, ông sang Việt Nam bắt bài cầu thủ giỏi. Ở Việt Nam thì ông Lê Thụy Hải bắt bài cầu thủ rất giỏi. Và chỉ ông Hải thôi mới bắt bài được một cái rừng sao ở Bình Dương như thế. Thế cho nên bây giờ mất ông Hải rồi, tôi lo rằng là có thể một trận tới ok, hai trận tới vẫn ok, đến 3-4 trận tới vẫn được. Nhưng mà tôi sợ rằng là để chạy cho cả một cái chặng đường dài ấy thì khó đấy. Chúng ta vẫn cứ phải chờ xem. Vẫn phải chờ xem. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là để định hướng trong cả một cái đoạn dài của Bình Dương, không những trong năm nay đâu, mà cả những năm tới nữa, thì ngoại trừ một cái Mourinho Lê Thụy Hải ra, khó có một huấn luyện viên nào thay thế được. Vâng, và trên bài bình luận mới nhất của anh trên báo Thanh Niên Online về vấn đề chủ đề Lê Thụy Hải, thì anh cũng có so sánh rằng ông Hải giống như một cái gia vị cay, và khi mà ông Hải không còn hoạt động bóng đá nữa thì rõ ràng là V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sẽ mất đi một gia vị trong những cái cuộc sống bóng đá của chúng ta. Chính xác. Tôi nghĩ rằng là V-League cũng như bất cứ một cái giải đấu nào xét ở góc độ triết học, nó cần hai giá trị. Một là giá trị cốt lõi, giá trị nền tảng. Hai là giá trị cộng thêm. Thế thì những người như ông Hải cũng tạo ra cái giá trị cốt lõi cho V-League. Bằng chứng là ông dẫn dắt hàng loạt các đội V-League và cũng tạo ra dấu ấn thành tích cho các đội V-League. Nhưng bên cạnh cái việc mà cùng với nhiều người khác tạo ra giá trị cốt lõi cho V-League, thì những người như ông Hải hay như anh Ba Đức ấy, còn tạo ra giá trị cộng thêm cho V-League nữa.
cái giá trị cộng thêm đấy nằm ở những phát ngôn, nó nằm ở những tranh cãi, nó nằm ở những phản biện. Và những tranh cãi đấy, những phản biện ấy, những phát ngôn ấy, nó làm cho V-League chúng ta có một vị chua cay. Mà anh Hùng ơi, anh tắm vào anh ăn một cái món ăn đi mà mãi nó nhạt đẽo, nó chả có vị chua, nó chả có vị cay. Từ sáng đến chiều đến đêm nó chỉ một vị nhạt thôi, thì anh chả muốn ăn nó đâu. Thế thành ra tôi mới nói là mất ông Hải, V-League sẽ mất đi một vị cay. Mà mất đi một vị cay thì giá trị cộng thêm của V-League sẽ bị điểm trừ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều quan điểm và thông tin khác nhau về cuộc chia tay của huấn luyện viên Lê Thiện Hải. Như chúng tôi đã nói, một cuộc chia tay tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Trong chương trình Góc Khuất mới đây phát trên kênh bóng đá TV HD thì ông Hải có khẳng định là nghề huấn luyện viên là nghề bóng đá rất là đáng sợ. Đáng sợ vì ngoài áp lực về thành tích của ban lãnh đạo, của người hâm mộ, thì một trong những cái đáng sợ nữa đó là những sức ép vô hình. Nhiều người yêu, lắm kẻ ghét, thậm chí nhiều người ghen tị và có cả rất nhiều thông tin thất thiệt. Những thông tin được thêu dệt mà không có kiểm chứng đã khiến cho con người dù bản lĩnh và cá tính đến mấy cũng phải mệt mỏi, bởi nó ảnh hưởng đến danh dự, đến nhân phẩm và ảnh hưởng đến cả người thân của gia đình. Huấn luyện viên Lê Thị Hải đã tiết lộ bóng đá là một đam mê và là một tình yêu lớn. Nếu ta không còn được trái hết mình vì tình yêu lớn đó thì chúng ta nên dừng lại. Nhưng khi chia tay bóng đá, gương mặt của ông Lê Thị Hải vẫn sống động và những phát ngôn của ông Lê Thị Hải theo thời gian đã và đang được kiểm chứng. Năm phát ngôn khiến dư luận nổi sóng của huấn luyện viên Lê Thị Hải. Năm 2014, U19 Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm với người hâm mộ cả nước nhờ những màn trình diễn cuốn hút của Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Hùng Dũng xem lứa U19 là tương lai của bóng đá Việt Nam, có thể gánh vác trọng trách tại SEA Games và vòng loại World Cup. Nhưng huấn luyện viên Lê Thị Hải cho rằng khả năng của lứa U19 chỉ dừng lại ở cấp độ trẻ, các trận đấu giao hữu chứ chưa thể vươn cao. Ông khẳng định, đừng ảo tưởng về lứa U19 nữa, các cầu thủ quá non nớt và còn lâu mới đủ sức đá V-League. Không có cầu thủ U19 nào đủ sức đá cho đội bóng của tôi, tức BKMX Bình Dương. U23 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự vào chung kết U23 châu Á 2016. Nhưng cựu giám đốc kỹ thuật của BKMX Bình Dương khẳng định U23 Việt Nam vào vòng chung kết chỉ làm quân xanh cho người ta thôi. Một bình luận có thể đúng nhưng khiến cho đông đảo người hâm mộ cụt hứng. Huấn luyện viên Miura không có gì đặc biệt. Dưới góc nhìn của cựu giám đốc kỹ thuật BKMX Bình Dương, huấn luyện viên Miura không có tài năng gì nổi bật. Ông nói, huấn luyện viên Miura có bao giờ cầm quân một đội bóng Nhật tham dự AFC Champions League đâu. Các đội do ông này huấn luyện chỉ là vài đội bóng làng nhàng, chẳng có thành tích gì cả. Ông Lê Thủy Hải cho rằng, với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng ít tên tuổi tại Nhật Bản, không có nhiều đột biến về chiến thuật, huấn luyện viên Miura khó lòng thành công cùng bóng đá Việt Nam. Và sau khi xem trận giao hữu giữa U23 Indonesia ngày 9 tháng 3, ông Hải không ngần ngại bày tỏ, lâu nay người ta cứ tung hô và ca ngợi huấn luyện viên Miura xây dựng lối chơi nhỏ, phối hợp nhóm, phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam. Nhưng trận giao hữu với U23 Indonesia có bài vở gì đâu, toàn chuyền bóng dài cơ mà. Và cuối cùng, bất chấp việc BKMX Bình Dương chi tiền lót tay 8 tỷ trong 3 năm để đưa Công Vinh về, ông Lê Thủy Hải chỉ cho tiền đạo này đá chính 2 trận tại V-League, còn lại vào sân từ ghế dự bị. Trong mắt ông, chân sút người xứ Nghệ không hay bằng anh Đức. Tôi là ngôi sao duy nhất và Công Vinh phải ngồi dự bị. Hiện tại, anh Đức xuất sắc hơn Công Vinh nhiều. Ông Hải khẳng định, thậm chí Công Vinh còn không được tin dùng bằng Trịnh Quang Vinh hay Nguyễn Tăng Tuấn, những cầu thủ ít tên tuổi hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê 24 giờ với phần bình luận của nhà báo Phan Đăng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này. Thưa anh Phan Đăng, với cá nhân anh, khi mà nghe những phát ngôn được cho là gây sốc của ông Lê Thị Hải từ nhiều năm nay, thì ngay sau khi nghe những phát ngôn như vậy thì anh có cảm xúc như thế nào? Anh có cảm nghĩ gì? Tôi thấy thú vị. Tôi thấy cuộc đời này vui, cuộc đời này gai góc. Chứ còn nếu như mà không có những phát ngôn như thế thì tôi thấy mọi thứ nó nhàn nhạt lắm. Có thể ông Hải nói đúng, có thể ông Hải nói sai, có thể ông ấy nói vì muốn cống hiến, muốn đóng góp một ý kiến gì tích cực, nhưng cũng có thể ông ấy nói vì một cái lý do gì đấy, ví dụ như chữ cay mũi chẳng hạn. Mà trong bóng đá cũng như là một cầu thủ, một huấn luyện viên, cái chuyện cay mũi chuyện không tránh được. Chúng ta xem ông Mourinho, ông Wenger ở bên Anh ấy, cũng cay mũi, cái chuyện đấy bình thường. Thế cho nên là bất luận ông phát ngôn với một cái động cơ gì thì những cái phát ngôn như vậy tôi thấy nó rất là gai góc. Và tôi phải mở ngoặc này, nhiều huấn luyện viên ở Việt Nam có thể cũng nghĩ như ông Hải nhưng mà không dám phát ngôn, không dám phát ngôn như ông Hải. Thế thì tìm được một con người hiếm hoi dám phản biện, dám phát ngôn như thế, khoan bàn đến chuyện họ đúng hay họ sai, chỉ nội cái việc họ dám nói ra ý của mình thôi, tôi cho rằng điều đấy rất văn minh. Vâng, nhưng mà trên các trang mạng, trên các trang báo thì có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Có rất nhiều người chỉ trích ông Hải,
có rất nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà dựa trên những cái văn hóa tranh luận về một vấn đề thì theo anh thì chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về các quan điểm khi mà những quan điểm đấy được cho là không trùng với cả số đông? Chuyện rất bình thường. Chuyện ông Lê Thụy Hải, nhiều người ta ghét ông ấy, người ta phản ứng ông ấy, thậm chí tôi dùng từ này mà tôi nghĩ rằng ông Hải mà có xem chương trình của chúng ta ấy, ông ấy cũng chẳng sợ gì cái từ này cả. Đó là nhiều người chửi ông ấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là mà không những ông Lê Thụy Hải đâu, anh Hùng cũng sẽ bị người chửi, mà tôi cũng bị người chửi, đầy người chửi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã dám nói, khi chúng ta đã dám thể hiện cái quan điểm của mình, thì chúng ta cũng phải có một bản lĩnh để đối diện với tất cả những cái phản ứng của dư luận. Tôi nghĩ rằng là một người như ông Hải ấy, ông ấy thừa bản lĩnh để đối diện. Ông ấy không phải là ở cái tuổi 19 như anh Công Phượng, ông ấy không phải là ở một cái tuổi gọi là mới sang chân ướt chân ráo xong quần áo Việt Nam như anh Michael Nguyễn ở Bình Dương. Ông ấy không phải là những người như thế. Ông ấy 70 tuổi rồi, ông ấy đã tổng cục đường sắt, ông huấn luyện 7 câu lạc bộ V-League, đi qua biết bao nhiêu nam chinh bắc chiến rồi. Thế cho nên tôi nói thật, có phản ứng thế, phản ứng nữa, tôi nghĩ rằng ông ấy cũng thừa bản lĩnh để ông đối đầu. Ở một góc độ nào đó ấy, thậm chí có khi ông còn cảm ơn những người ghét mình. Và tại sao ông cảm ơn nhỉ? Chính những người ghét mình đấy mới hay chứ, thì mình mới thú vị chứ. Chứ nếu như mình sống ở cái cuộc đời này, mình sống ở cái sân cỏ này, ở cái làng bóng và làng báo này, tất cả phần còn lại yêu mình, thế thì mình trở thành một diễn viên rồi, mình trở thành một vị thánh rồi. Mà những gì là diễn viên, những gì là thánh hóa thì tôi cho rằng là nó không thể tồn tại ở cuộc đời này được. Thế cho nên có khi ông Hải cũng còn phải cảm ơn những người ghét ông ý và lên án ông ý cũng nên. Chuyện cực kỳ bình thường. Đấy, và tôi cũng mở ngoặc ở nước ngoài, thậm chí họp quốc hội, hai ông còn lao vào từ dãy bên nọ, dãy bên kia lao vào đánh nhau. Tôi còn nhìn thấy cái cảnh đấy mà một lần ở trên VTV của mình có quay đó. Thế cho nên là cái chuyện mà mâu thuẫn quan điểm là chuyện cực kỳ bình thường. Vấn đề chỉ là thế này thôi. Khi anh dám đưa ra quan điểm thì anh phải lường được tất cả những cái hậu quả của nó. Và khi những hậu quả nó ập đến thì cái người đưa ra quan điểm đấy phải có bản lĩnh để đối diện với nó. Và ông Hải thì thừa bản lĩnh. Vâng, ngay sau khi huấn luyện viên Lê Thụy Hải từ chức và thôi làm việc với Bình Dương, và ông cũng tuyên bố luôn là ông từ giã sự nghiệp trước đây là cầu thủ và bây giờ là huấn luyện viên bóng đá, thì Bầu Đức, ông Đoàn Nguyên Đức cũng nói rằng là ông Lê Thụy Hải là một huấn luyện viên có tài. Ông ấy thừa nhận và nói rằng huấn luyện viên Mura, một người mà ông Đức và chúng ta rất là ca ngợi, cũng chỉ là đáng học trò cho ông Lê Thụy Hải. Mọi người thì đặt ra quan điểm tại sao ông Lê Thụy Hải sẽ ra sao nếu như về huấn luyện viên cho lứa cầu thủ U19, U20 của Hoàng Gia Lai hiện tại. Nếu điều đó xảy ra thì sao theo quan điểm của anh? Giữa ông Hải với Bầu Đức thời gian vừa rồi thì có rất nhiều những quan điểm khác biệt. Nhưng mà có một câu chuyện là năm 2005 ấy, khi mà ông Hải thôi Đà Nẵng ấy, thì Bầu Đức cũng alo cho ông Hải. Và hình như hồi đấy cũng muốn ông Hải về Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng cuối cùng ông chọn Bình Dương. Đó. Thế còn trở lại với câu chuyện là ông Hải ông ấy tuyên bố rằng năm nay 70 tuổi có thể ông sẽ nghỉ. Thì tôi hy vọng là ông ấy không nghỉ. Bởi vì cái chất quái của Lê Thụy Hải ấy, bây giờ được bổ sung cho lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai ở góc độ thuần túy chuyên môn. Cái chất quái ấy được bổ sung cho cầu thủ U19 ở góc độ thuần túy chuyên môn, cộng với cái văn hóa giáo dục con người của Hoàng Anh Gia Lai GMG, tôi cho rằng là sẽ tạo ra một sản phẩm cực kỳ tốt cho bóng đá Việt Nam. Cho nên tôi rất là hy vọng Bầu Đức sẽ làm một cái gì đấy. Có vẫn giữ ông Gachen là huấn luyện viên trưởng của Anh Gia Lai, nhưng mời ông Hải về làm cố vấn chẳng hạn. Mà cố vấn thì cũng chẳng cần cái bằng A huấn luyện viên làm gì. Ngay trong lời viết mở màn bài viết Bầu Đức, ông Hải Lơ và gia vị của V-League, nhà báo Phan Đăng nhận định họ là một trong những hiếm hoi những người tạo nên giá trị cốt lõi của V-League, chứ không hẳn là cho V-League. Nhưng không chỉ có thế, họ, một ông bầu cá tính và một nhà cầm quân cá tính, còn tạo ra những gia vị rất cần có ở V-League. Thế mà lúc này, một người đang gặp hạn, còn một người đã ra đi. Không có tôi sẽ không có phản biện và V-League sẽ buồn lắm, ông Lê Thụy Hải từng chia sẻ như vậy. Và ông nói đúng. Chưa bàn đến tính đúng sai trong những phản biện của ông, nhưng rõ ràng không phải nhà cầm quân nào cũng dám phản biện như ông. Khi U19 đang trở thành một hiện tượng của làng bóng đá và Bầu Đức cố ý đem cả lứa U19 lên đá V-League, thì ông Hải là người phản ứng mạnh nhất. Ông bảo, các em chưa đủ trình. Hẳn nhiên kiểu phản ứng của ông khiến một người như Bầu Đức điên tiết. Nhưng chính cuộc gặp gỡ gián tiếp giữa một người dám phản ứng với một người dám điên tiết khiến gia vị của cuộc chơi được tăng lên rất nhiều. Nhưng có thể sau mùa giải năm nay, cả hai nhân vật đình đám của bóng đá Việt Nam sẽ vắng bóng tại sân chơi cao nhất là V-League. Nhà báo Phan Đăng viết tiếp, mất ông Hải, V-League mất đi một vị cay. Kết thúc mùa giải năm nay, giả dụ Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng, Bầu Đức chỉ có thể nhảy vào cabin huấn luyện đội nhà ở sân chơi hạng nhất, thì V-League lại mất đi một vị cay nữa.
Nhưng hiện tại V-League vẫn còn bầu Đức và cuộc chiến trụ hạng của ông có sự quan tâm của cả làng bóng đá Việt Nam, nhất là những người hâm mộ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, lứa 19 Việt Nam từng dệt bao mộng đẹp cách đây một năm. Qua các phương tiện truyền thông, sức hút của hai cái tên Lê Thụy Hải và Bầu Đức lại gây chú ý với phát ngôn của Bầu Đức. Ông Miura chỉ đáng học trò huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Ông Đức nói: "Tôi biết ông Hải thường nói Hoàng Anh Gia Lai của tôi chẳng ra gì, nhưng đó là chuyện của ông ấy. Tôi không phục cái tính của ông, nhưng trên góc độ về nghề nghiệp, tôi cho rằng ở Việt Nam bây giờ không ai bằng được ông Hải. Ông ấy nhiều tuyệt chiêu tinh quái lắm. Khẳng định một điều, Việt Nam mình tìm một người huấn luyện viên như ông Hải là hơi khó, và gần như với tất cả huấn luyện viên ngoại từng đến Việt Nam, về chuyên môn không qua ông Hải đâu, tôi dám khẳng định. Với tôi ở Việt Nam, không ai nói chuyện nghề với ông Hải được, tất cả chỉ đều đáng là học trò ông ấy, kể cả ông Miura." Thưa anh Phan Đăng, một chủ đề khác mà dư luận quan tâm đó là lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Được biết là anh đã có mặt trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa đội Hà Nội TVT đã thắng Hoàng Gia Lai với tỷ số 4-3 hôm 25 tháng 4 vừa qua. Tôi đặt ra một câu hỏi là, và tất cả với tất cả những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện đã khiến chúng ta kết luận rằng việc Bầu Đức đưa Hoàng Anh Gia Lai lên đá ngay ở chiến trường V-League đến thời điểm này là một sai lầm và một quyết định có thể nói là thất bại hay chưa? Bây giờ mà chưa thêm ngoại binh, ví dụ bây giờ họ sẽ thêm một cầu thủ trung vệ nữa, rồi họ thêm một nội binh cũng rất là sắc sảo nữa, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel. Hoàng Anh Gia Lai mượn được rồi. Với cả sự trở lại của Đông Triều thời gian vừa qua thì hàng phòng ngự của họ sẽ được củng cố. Thế còn chưa thêm thì họ đã bét bảng đâu. Chưa thêm thì bây giờ họ vẫn hơn hai cái đội là đội Đồng Nai và Cần Thơ 2 điểm. Tôi muốn nói một cái ý cuối cùng trước khi cho kết thúc chương trình là chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai toàn hòa và thua ấy. Trong cái mạch vừa rồi ấy, thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện trong Tam Quốc. Đó là cái trận giữa Đông Ngô và Tây Thục. Đấy, khi mà Quan Văn Trường bị chết thì là Lưu Bị mới điên tiết lên đem 70 vạn quân sang tấn công Đông Ngô. Và anh nhớ rằng là cái hồi đó lúc đầu là Đông Ngô đánh trận nào thua trận đấy. Đánh trận nào thua trận đấy. Và thua mãi, nhưng mà cuối cùng đợi lúc thời cơ đến rồi. Nắng bắt đầu lên rồi, quân của Lưu Bị nóng bức rồi, không đóng quân ở chỗ khô được nữa mà phải đóng quân vào mép rừng, tức là cái chỗ có nhiều cây cối. Thì Đông Ngô chỉ dùng một trận thôi, một hỏa công thôi là giết được toàn bộ 70 vạn quân của Lưu Bị. Và sau đó thì Lưu Bị chết ở thành Bạch Đế. Thế thì chúng ta ví von một tí, Hoàng Anh Gia Lai cũng toàn hòa và thua, cũng đang giống như Đông Ngô đây. Thế thì liệu có một ngày quật khởi được để tạo ra một ngày toàn thắng hay không? Nó sẽ là có nếu như Hoàng Anh Gia Lai có được một nhân vật giống như Đông Ngô ngày xưa có, đó là Lục Tốn. Vâng. Thì ông Ga Chen có phải là Lục Tốn không? Hơi khó. Ông Ga Chen là một ông thầy giáo ấy, chứ không phải là một ông Lục Tốn cầm quân đánh trận. Bây giờ bắt ông Ga Chen phải trở thành một vị tướng quân cầm quân đánh trận một cách sắc sảo, một cách nhẫn nại, một cách kiên cường như Lục Tốn, hơi khó. Thành thử ra ấy, trong một cái chiến lược phát triển đường dài, tôi nghĩ rằng là mấy cái trận thua vừa rồi chả là gì. Cả một cái V-League này giả dụ có thua nữa cũng chả là gì, vì nó là một cái sự tập dượt quan trọng cho tương lai. Nhưng vấn đề là ở tương lai đấy, Hoàng Anh Gia Lai phải có một ông cầm quân giống như ông Lục Tốn. Vâng. Cái người mà chỉ một mồi lửa thôi đập tan được 70 vạn quân Lưu Bị. Napoleon nói một câu rất hay: đôi khi bạn phải biết thua một trận đánh để thắng một đại cuộc. Nhưng để thắng cái đại cuộc đấy, bạn phải có một người tướng cầm quân có tầm vóc. Chứ còn nếu như bạn dùng một ông thầy giáo đi cầm quân thì rất khó. Vâng, thưa anh Phan Đăng, bóng đá quả là một câu chuyện rất là dài. Và những câu chuyện về bóng đá hay những con người là bóng đá luôn sống động trong tâm trí của tất cả mọi người. Với quyết định giải nghệ của ông Lê Thụy Hải thì bóng đá Việt Nam cần một lời cảm ơn với con người trên cả cương vị là huấn luyện viên và cầu thủ từ trước đến nay. Những đóng góp của ông, những thành tích của ông Lê Thụy Hải và cả những phát ngôn nhớ đời của ông sẽ là một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam. Còn với BKMX Bình Dương, đó là một cuộc chia tay được báo trước vì nhiều lý do, nhưng tự chung lại, khi cuộc tình đã hết duyên và không còn hạnh phúc nữa thì không còn gì tốt hơn là một cuộc chia tay trong danh dự, một cuộc giải thoát cho cả hai bên và để giữ lại những hình ảnh hết sức tốt đẹp. Chia tay huấn luyện viên lão làng Lê Thụy Hải, như câu chuyện về Hoàng Anh Gia Lai và Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây. Có thể kết luận mặc dù Bầu Đức đã làm rất nhiều cho bóng đá nhưng chừng đó dường như vẫn là chưa đủ. Chúng ta sẽ tiếp tục bình luận về các chủ đề của thể thao Việt Nam thế giới trong các chương trình lần sau. Và bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Phan Đăng đã tham gia chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.